Rapido vinh dự là nhà tài trợ đồng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Federation Cup 2024. Có sự phục vụ của tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc và những ngoại binh chất lượng số 16 Vi Thị Như Quỳnh, số 19 Truyền Hai Đoàn Thị Lâm Oanh và số 20 Trần Tú Linh. Bán kết so tài với câu lạc bộ Expressway của Hàn Quốc. Điểm đầu tiên đó là Vi Thị Như Quỳnh khởi đầu bán kết với điểm số đầu tiên bằng một pha phối hợp chiến thuật. Và chúng ta thấy là hai cầu thủ di chuyển chiến thuật và người dứt điểm. Lần thứ hai gặp lại đội bóng này và cũng đã quen hơn với phong cách phát bóng của Nikolova. Đang là những giây phút mà bóng hướng tới vị trí của cầu thủ màu số 13 của câu lạc bộ Expressway. Các cầu thủ Expressway theo chắn rất sát với Bích Tuyền. Đương nhiên là ngày hôm nay thì được một sai lầm của Batista. Thi đấu với một bầu không khí. Đây là cơ hội ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Pha đánh quá hay của Thanh Thúy. Có lẽ là hàng chắn của các cầu thủ Expressway vừa rồi tưởng rằng Lâm Oanh sẽ truyền bóng sau đầu cho Bích Tuyền dứt điểm, nhưng không. Lâm Oanh đã rất sáng suốt khi thực hiện pha truyền bóng ngay trước mặt để cho Lê Thanh Thúy. Ánh mắt rất tập trung trong việc bước một, có thể thấy quyết tâm của các thành viên đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta đang thực sự khiến cho người hâm mộ yên tâm ở việc bước một của mình. Và lúc này Lê Thanh Thúy đang chơi rất hay. Lần này thì Thanh Thúy đã không di chuyển. Nguyễn Anh cũng là một vận động viên phát bóng khá tốt. Theo chắn rất sát. Lần này thì không được rồi. Hai cầu thủ theo chắn rất tốt của đội tuyển của câu lạc bộ. Bây giờ thì người đang chơi tấn công chiến thuật bên phía câu lạc bộ Expressway số 10 Bayona lại đang là những cầu thủ ghi điểm chính. Một pha phối hợp đánh trong đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp đánh trong ở ngoài biên của đội tuyển dẫn trước các cầu thủ Expressway. Pha đá bóng quá hay của Nikolova. Một tình huống bóng cuộn và có điểm rơi sát mép đường biên dọc, quyền khiếu nại. Những trao đổi cần thiết của đội tuyển Việt Nam. Bóng ngoài sân. Bích Tuyền không được. Điểm tiếp xúc với bóng không được tốt. Bích Tuyền đánh dưới tâm bóng quá nhiều khiến cho bóng bay ra ngoài của Tú Linh. Rất may là trong pha bóng vừa rồi Tú Linh đã xử lý bước một tới được vị trí truyền hai của Lâm Oanh. Và Lâm Oanh đã Bích Tuyền là người mang tới một điểm số rất quan trọng, cắt được chuỗi liên điểm của đối phương và thời điểm quyết định của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu trong không kịp cứu bóng. 25-21, đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu đầy ấn tượng trong trận bán kết với một nhập cuộc đầy ấn tượng và sau đó là duy trì được ưu thế dẫn điểm. Chúng ta đang tạo được lợi thế ở trận bán kết 2 nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đó là pha ghi điểm của Batista. Vừa rồi thì hàng chắn của chúng ta đã. Tôi rất thích cách di chuyển chiến thuật của cầu thủ mang áo số 8 này kể từ đầu trận và cũng phối hợp rất tốt với Lâm Oanh. Thank you.
Pha xử lý đầy kinh nghiệm của Bayuna. Pha phối hợp đánh hụt. Đó là một pha phối hợp đánh chiến thuật ở số 3 của cao thủ Ispeway. Nhưng lỗi vừa rồi thuộc về cây truyền 2 Lee Eun Jung khi đưa bóng không hợp lý. Hơi tiếc. Nhưng rất may là Bích Tuyền vẫn đã sửa sai cho đồng đội. Lao đi như một mũi tên để thực hiện một pha đập bóng. Thiếu một chút nữa thì chúng ta đã mất đi cơ hội tấn công. Nhưng vừa rồi thì Lâm Oanh và Bích Tuyền đã phối hợp với nhau rất tốt để có được theo rất sát. Rất cố gắng. Bích Tuyền không có cơ hội để cản phá với các cầu thủ Ispeway thế này cho đến khi kết thúc trận đấu thứ hai. Và phát bóng của Nikolova quá uy lực. Đúng, quả phát bóng của Nikolova chắc chắn sẽ nhằm vào vị trí của Tú Linh. Cực kỳ mạnh, Nguyệt Anh cũng không thể đỡ được. Tốc độ bóng đi quá nhanh, thực sự khủng khiếp với những quả phát bóng của Nikolova. Vẫn còn Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh đã xử lý rất nhanh pha bóng vừa rồi. 16-13. Bây giờ chúng ta lại có cơ hội bứt lên rồi. Trước đó là pha nỗ lực cứu bóng rất tốt. Trước một đội tuyển Việt Nam đang thi đấu hay ở bán kết thì cầu thủ này đã phải hoạt động liên tục kể từ đầu trận, tham gia cả tấn công và phòng ngự nữa. Khánh Đan chưa rất tập trung cho pha bóng vừa rồi sau tình huống phản công của Ispeway. Đó là pha bóng của Kang Sohee. Vẫn kịp. Rất kiên cường. Một lần nữa chúng ta thấy được những sự lợi hại của UNESCO Robles Batista. Vâng, đó là một pha phối hợp tấn công rất biến hóa của Nguyễn Thị Trinh. Ở hai pha dứt điểm liên tiếp, Nguyễn Thị Trinh lần thứ hai làm tốt hơn so với lần đầu tiên. Trước đó thì cô cũng đã làm rất tốt rồi, nhưng các cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Expressway vẫn cố gắng. Mặc dù Khánh Đăng đã đổi người để cứu bóng nhưng vẫn không thành công. Bây giờ sẽ là lúc phải tập trung để có được một tình huống bước một thật tốt, khi mà quyền phát bóng đang thuộc về câu lạc bộ Expressway. Vẫn còn Bích Tuyền. 24-20. Set point. Những pha bóng khiến cho khán giả không thể ngồi yên. Đúng như vậy, càng về cuối thì đội tuyển Việt Nam lại chơi càng hiệu quả. Những pha bóng xuất sắc của Như Quỳnh, rồi Thanh Thúy, xin lỗi các bạn, rồi của Lê Phú Công, Lê Thanh Thúy và Bích Tuyền và truyền hại Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh đều đang chơi rất hay. Điểm chắn bóng cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy đó là điểm quyết định của set đấu thứ 25-20. Một chiến thắng tuyệt vời trong trận đấu thứ hai. Đội tuyển Việt Nam đã bứt lên trước sự bám đuổi quyết liệt từ các cầu thủ gái Ispeway để tận dụng cơ hội và ghi được những điểm số cực kỳ quan trọng liên tiếp ở những thời điểm cuối cùng. Trận đấu thứ ba đã bắt đầu. Ở
ngưỡng ghi điểm của Batista. Dù chúng ta đã nắm trước lợi thế rất lớn nhưng vẫn cần phải tập trung, rồi vẫn còn một set đấu nữa. Bóng bắt tay chắn và cầu thủ phía sau là Kang Sui cũng đã không thể phòng thủ được. Anh Tuấn ạ, trước khi Bích Tuyền có pha được bóng, nhà thi đấu dường như dồn nén lại im lặng để chờ đợi. Sau khi mà Bích Tuyền, đặc biệt là Bích Tuyền, và đó là cơ hội mà chúng ta cần phải tận dụng khi phản công. Đây là một cơ hội nữa. Và cái điểm của Tú Linh. Lần này bóng không chuyền cho Bích Tuyền. Tú Linh vừa rồi cũng là rất ấn tượng. Điều đó đem tới một pha đập bóng uy lực để có thể vượt được tay chắn của đối phương. Vẫn là cầu thủ kinh nghiệm nhất của câu lạc bộ Expressway, đội trưởng Bayuna. Phát bóng rất nhanh. Không được rồi. Đánh dưới tâm bóng quá nhiều khiến cho bóng đi rất mạnh nhưng lại ra ngoài rất nhiều. Tấn công có phần lạ với cầu thủ mang áo số 12 Moon Jung-won. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam, Tú Linh. Phòng thủ tốt. Hãy cùng xem tình huống kết thúc cho pha đôi công này. Điểm của Bích Tuyền với một pha đập bóng uy lực và vẫn là một pha bóng xa lưới. Một pha bóng rất căng thẳng. Nếu như chúng ta không ghi điểm trong pha bóng vừa rồi thì đội bóng Hàn Quốc sẽ vượt lên dẫn trước 2 điểm. Nhưng cuối cùng thì Bích Tuyền đã giải quyết rất tốt pha bóng. Bóng ngoài. Có lẽ là các cầu thủ Bisbeway sẽ sử dụng quyền khiếu nại vì họ cho rằng bóng đã chạm tay chắn đội tuyển Việt Nam. Quan sát ở góc quay vừa rồi, có lẽ là bóng không chạm tay chắn. Cho đến lúc mà hàng tấn công của chúng ta phải thực sự hiệu quả. Tập trung chắn bóng. Batista đã quá hay trong pha bóng vừa rồi. Giờ thì cách biệt giữa hai đội chỉ có đúng một điểm. Pha bóng vừa rồi không thể nói chúng ta đã có được một pha bước một tốt. Bóng ngoài. Không chạm tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Điểm vâng. 23. Nikolova cố gắng tránh. Sau rất nhiều những giải đấu quốc tế, bây giờ cũng đã có cho mình một tốt. Bích Tuyền. Và chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Và một lần nữa đội tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết với niềm vui. Ngày hôm nay là một chiến thắng của tập thể. Có những ngôi sao, có những nhân tố nổi bật, nhưng toàn đội đã thi đấu rất hay để vượt qua được rất nhiều thử thách đến từ một đối thủ chất lượng như câu lạc bộ Expressway của Hàn Quốc để giành quyền vào chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferry Cup 2024. Vâng, xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng các cô gái áo vàng và cũng xin chúc mừng các cổ động viên của chúng ta đã giúp đội tuyển Việt Nam có được một trận thắng qua cả.